Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng gặp lại chị Khánh Phương với những thông tin thời tiết hữu ích. Chiều nay thì nhiều nơi ở Nam Bộ đã có mưa dông. Liệu ngày mai mưa có còn tiếp diễn không chị? Dạ vâng, thưa chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Do gió Tây Nam hoạt động mạnh nên chiều mai sẽ tiếp tục xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ của trưa mai sẽ tương tự với ngày hôm nay ở mức 31 độ. Từ sau 15 giờ chiều trở đi thì trời sẽ tiếp tục xuất hiện mưa dông. Khi trời mưa thì để tránh những tai nạn đáng tiếc, quý vị nên lưu ý lựa chọn áo mưa cho phù hợp. Nên mặc áo mưa theo bộ để tránh lòa xòa, vướng víu, khó điều khiển xe. Và nếu như chúng ta mặc áo mưa theo dạng trùm thì phải ngồi lên tà sao của vạt áo để tránh tình huống là gió thổi to tung vạt áo vướng vào xe khác hoặc cuốn vào bánh xe gây tai nạn. Và trước thì chúng ta cũng sẽ không nên trùm qua đèn xe và tay lái, vì vậy sẽ khiến cho việc điều khiển xe khó hơn. Ngoài ra thì khi gió thổi to, có thể thổi tà áo bay ngược lên, che khuất tầm nhìn của người lái. Không chỉ Cần Thơ mà nhiều nơi khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ, chiều mai thì mưa cũng ở nhiều nơi, có điểm mưa vừa mưa to kèm theo dông. Do có mưa cho nên nhiệt độ ở đây, thời tiết cũng sẽ khá là dễ chịu. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở khu vực miền Đông Nam Bộ, mưa muộn về chiều tối, nhiệt độ nhỉnh hơn ở khoảng 32 đến 33 độ. Thành phố Phú Quốc chiều mai cũng sẽ có mưa dông, còn từ sáng đến chiều sẽ có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 29 độ, có gió biển thổi mát. Còn trên biển, ngày mai ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang tiếp tục có mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km để phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.